Ôi, con chào ông nhá, rét lắm không? Ôi ôi, nhìn dạo này các ông vẫn phong độ như ngày nào nhờ. Khỏe, thế là tuyệt vời rồi. Lúc nào cũng khỏe nhờ. Lúc nào cũng khỏe nhờ, rượu vẫn uống được quá. Ôi dồi, không có thông tin thì phải có rượu chứ. Phải có tí rượu chứ. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Như tập phim hôm qua thì các bạn đã biết là công trình cầu Hạnh Phúc bản Khe Ba đã hoàn thiện 100% và rút máy về làm một cái công trình mới ở bản làng khó khăn cũng như ở Khe Ba. Thì trước khi mình lên bản mới thì cho phép Ba Tú được nghỉ một ngày để chơi cùng con, để cùng vợ xem là công việc dạo này nhà cửa với việc như nào. Lâu lắm rồi, gần 4 tháng rồi đi không biết là. Cũng thi thoảng vẫn về nhưng mà không được cái thời gian nó không được thoải mái như bây giờ. Bây giờ cái tâm trạng rất là thoải mái các bạn ạ. Nó xong một cái công việc lớn gì đó thì người cảm giác nó rất là khoan khoái thoải mái. Vào đây thì tí nữa chúng ta sẽ vào trong cửa hàng. Đây thì vừa mới đưa máy gia đình quay thì có hai bác ở trên bản xuống. Bác ơi, ông cho con xem tí. Xem luôn, cho các bạn xem luôn sản phẩm của bà con trên bản như thế nào. Đấy. Ông lấy ra hộ con với, đổ ra nhá. Ấy, chất lượng chưa? Đây là sản phẩm dao người Mông. Cái này là đặt rất là lâu rồi thì ông mới được một cái số lượng như thế này. Với lại thời gian này gần Tết nên là cái những cái sản phẩm mà dao người Mông bán rất là nhiều, rất là chạy nên là phải huy động người. Đấy, ông hiện tại bây giờ mấy ông đánh cho ông? Ông Thảo. Hả? Ông Thảo. Ông Thảo, nhưng mà mấy ông đánh cho ông Thảo? Ông giúp à? Đây, sản phẩm dao mèo người Mông truyền thống của người Mông. Đây là một những sản phẩm rất là hot ở trên kênh. Con kia là con gì mà cất đi? Đầu bằng à? À, mang đi tặng cho con gái à? À, tí ông đi Suối Giàng à? À. Đây. Dao mèo người Mông này. Hôm nay được bao nhiêu con ông? 28 con cơ à? Ây da, thế là đánh cũng lâu phết rồi đấy nhỉ? Lâu lắm rồi. 3 tháng rồi. 3 tháng, con 3 tháng. 3 tháng á? 3 tháng được 28 con thế này thì... Đánh một phát mấy tháng gần Tết ông ấy mang xuống mà. Được đấy. Thế thì cố gắng bây giờ phải thuê thêm cả người đập phụ nữa thì mới được. Em này đầu to này. Đầu dĩ tôi mở cái này anh ông mới sửa thôi mà lâu lắm. Tức là thuê người đánh cái zip ra, xong là ông là phần kỹ thuật chính, là bắt đầu là đánh, xong là tôi, xong là vỏ này đúng không? À, làm cái khâu này đúng không? Làm chuyên nghiệp là đấy, đây là những cái, đây là ông là chuyên nghiệp về gọi là một mối mình lấy ở bên ông các bạn ạ. À, cứ khó hàng là ông mang xuống tận nhà cho mình. Đấy, 28 con dao Mông. Ông có cần cái máy đập không? Ở đấy có điện chưa? Có điện chưa? Có điện rồi à? Nào con hỏi cho cái máy mà nó đập ấy cho đỡ phải người đập nó nhanh. Ôi, cái này to lắm. To lắm. Thích làm bằng tay hơn à? Đấy, người Mông huyền thoại đấy, thích làm bằng tay. Nó ngủ to máy. Ăn điện nhiều lắm. Ăn điện nhiều lắm à? Thế làm bằng tay là ăn bằng cơm nó đỡ hơn đúng không? À, điện yếu à? Không có, cái này chỉ có là chỉ công nó lấy cái kinh về đi này. Làm mình đi mua về xong mình lấy cái cành bé bằng bắp chân thôi. Đây là vỏ dao chuôi này là chuôi bằng gỗ lim này. Cái này là bằng khâu đồng này. Cái này là pomu. Cái này là ấy, cái này là dây mây. Đó. Không vỡ thế nào nhá, nắng thế nào nó không bấy to ra. Sản phẩm da mèo hiện tại bên mình đang bán là có 3 loại, một loại chuyên chặt, một loại chuyên thái và một loại
một loại vừa chặt vừa thái, như con này vừa chặt vừa thái. Toàn vừa trái mới chặt. Chặt gà, chặt vịt, chặt xương lợn loại loại xương sườn thôi, chứ không chặt xương ống là không thu được, nó phải dùng loại chuyên cơ chuyên chặt đó. Và thái được. Đấy. Rồi ok. Con cảm ơn ông. Ông vào nhà ông ngồi uống nước chè với bố con. Bà. Còn tiếp tục đây là những cái sản phẩm trên kênh đang đóng hàng đi gửi đây các bạn này. Vào đây cho các bạn xem. Đây. Đây. Đây là sản phẩm A. Đây. Qua túi bóng thì các bạn nhìn không rõ. Đây là lạp sườn này. Đó. Đây là sản phẩm thịt ba chỉ gác bếp huyền thoại kênh. Đó. Tí nữa thì lên nhà thì mình sẽ ghi hình cho các bà trên đấy đang làm. Đó, hai bà hay ba bà trên đấy đang làm thịt trâu với lại thịt ba chỉ này. Đây là trâu gác bếp. Trâu gác bếp. Trâu gác bếp, tí nữa lên thì chúng ta sẽ nhìn rõ cái cách thức làm hơn. Đây. Miếng trâu này. Những cái sản phẩm này là chỉ có ở gia đình mình làm thôi. Đấy, tại vì cái đồ ăn thức uống là mình không nhập ở ngoài về được. Chỉ gia đình làm. Tất cả lạp sườn, thịt thăn, thịt ba chỉ, thịt trâu gác bếp. Gần Tết rồi đấy các bác mà chuẩn bị cái này về tủ đi, hoặc là đi biếu đặc sản Tây Bắc. Đi biếu các bạn nhé. Đấy. Bên này là mật ong rồi chị. Chị đang đóng mật ong. Đây là những chai mùa cuối cùng, mùa vụ cuối cùng của kênh. Để tí nữa mình sang bên kia mình quay. Đây là chẩm chéo. Chẩm chéo. Đây là combo gia vị nhà bếp. Gồm có hoa hồi, thảo quả, quế, hạt dổi, mắc khén. Đầy đủ một bộ này nhé các bạn nhé. Đó. Bên này thì đây là những em còn không? Đâu ra đây quay cho các bạn các biết. Đây mấy cái. Rồi cứ nói chưa. Đây, mật ong thì còn mấy tổ đây. Những tổ này là tổ cuối cùng rồi, đợt này không còn nữa rồi. Một cành. Đây ở đây còn hai ba tổ hộp hết rồi đúng không? Ừ, đây. Hết rồi. Đây còn đúng hộp này hay sao? Đây là cành. Còn cành, cành. Cành này hơn chục cân. Hết rồi. Cái này sáp nó thôi. Cái này hộp không? Đây là sáp này. Đang vắt. Gia đình mình vắt ra thì nó còn sáp như thế này. Đây. Cái này là vắt ra này. Vắt ra rồi. Cái này sáp. Khát sáp này ngâm rượu được. Ok. Đấy, phía bên này thì cái mật ong này là những cái tổ cuối cùng các bạn nhé. Đây là những cái tổ cuối cùng về đông rồi, không có nữa đâu. Cái này là hàng tích trữ ở trên từ tháng 8 ở nhà trên mình rồi. Đợt vừa rồi các bạn không tưởng tượng được mình lấy mật ong rừng nó nhiều như thế nào, cả một cái gian nhà này từng hộp mà xếp 2 tầng 3 tầng luôn. Rất là nhiều luôn đấy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì hết rồi. Đây là những cái chai mật ong cuối cùng của mùa năm nay 2022, chuẩn bị sang 2023. Còn phía bên này thì các sản phẩm khô thì chắc là nhiều bác cũng biết sơ sơ qua rồi. Táo mèo khô này. Đấy, táo mèo tươi ngâm rượu này, chuẩn bị Tết rồi nhá. Đó. Măng ớt. Em ơi, măng ớt thế nào? Măng ớt đấy là hết rồi. Hết rồi à? Có khách đặt rồi. À thế à? Họ bảo để đây mấy hôm nữa gửi. Không, cái này là của mấy bác ở nước ngoài ấy. Mấy bác nước ngoài á? Mấy hôm nữa về xong phải để phần ấy. Thế à? Cái này còn mấy lọ là không dám bán nữa. Ok, vậy là mấy tấn măng ớt gia đình xếp một loạt ở đây là hết sạch rồi. Đấy. Cơm lam.
sẽ mang hút cái bì cái nông lá. Lá ok, tiếp tục phía bên này thì gần đến Tết rồi các bác. Mua cái măng khô này về mà chuẩn bị là ngày Tết này. Ăn măng khô ninh xương này. Đó, trên này là hệ thống chẩm chéo này. Chẩm chéo này, hoa đu đủ này. Hoa đu đủ này, nấm hương này. Đấy, đây là máy hút chân không của gia đình. Đấy, hút sau khi mà đóng gói xong thì sản phẩm nó sẽ như thế này. Ba chỉ gác bếp. Cái hoa đu đủ được ở đâu nhỉ chị nhỉ? Nhiều bác rất hay hỏi về cái này. Hoa đu đủ được về ngâm với mật ong. Đấy. Hấp. Mật ong uống rất là tốt này. Kia là táo mèo khô ngâm rượu kìa. Dân ơi, cái khoai thiết giờ này còn bán à, gạo nếp nhỉ? Mùa này gần Tết. Gạo nếp nương à? Còn nhiều không em? Còn khác chưa chiều nay. Dạo này rất đông các bác là mua cái nếp nương của người Mông ở trên các cái bản vùng cao. Đây này, nếp nương đây các bạn này. Thì gần Tết rồi ấy, nhiều bác đặt để làm xôi Tết hoặc là làm quà biếu đây này. Dạo này thì đóng hàng rất là nhiều. Và cái hàng này nó là hàng nặng, đồ nặng. Đấy, sản phẩm ở bên kênh này có cái băng dính xanh này này. Đánh dấu là hàng của kênh này. Hàng vẫn đang đóng những cái thùng to kia kìa. Các bà ở trên kia đang ấy quá. Đang thái trâu với ba chỉ, sấy, nên sấy trâu với ba chỉ. Này sấy trâu ba chỉ à? Thế lên đấy để cho các bác biết được là cái quy trình sản xuất của nhà mình như thế nào. Ok, cái này còn lấy không? Còn nhiều không? Khoai nương thì dạo này vào cái lượt cuối mùa rồi các bác ạ. Thì cuối mùa thì bao giờ cái củ nó sẽ nhỏ. Không phải là không ngon mà là cái củ của nó nhỏ. Đó. Đây này, củ bé này, nhưng mà chính nhà mình lại thích ăn những cái củ như thế này cơ. Nhưng to mình lại không thích đâu. Tức là cái độ ngon thì nó mình còn thấy cái củ nhỏ này cái kiểu nó còn ngon, nó thơm hơn ấy. Đấy, đây là bên ngoài gia đình. Nhiều bạn mới theo dõi sau thì chưa biết được cửa hàng mình như thế nào và ở đâu, hàng hóa làm sao, nhiều bạn cũng hỏi mà nhiều bạn các bác theo dõi lâu rồi thì có thể nắm bắt được. Đây là biển gia đình. Phía bên ngoài này là bến xe này. Đây là bến xe Nghĩa Lộ, bến xe mới nhá, ngay đây này. Cách có khoảng độ 100m rồi hướng này. Đấy, đi từ đường Vành Đai đến đèn đỏ bến xe, rẽ vào đây là thẳng đến nhà mình luôn. Cách từ đây đến cái đèn đỏ kia khoảng 200m. Đây là chợ Mường Lò. Các loại đặc sản của Nghĩa Lộ này, Mường Lò này. Rồi là trang phục người Mông, người Dao, người Thái, người Tày, người cái gì? Người Khơ Mú nhiều lắm. Ngoài này, các bác mà đi du lịch lên Nghĩa Lộ thì có thể là ghé qua gia đình mình thăm gia đình và chơi. Còn xa xa ở đây không nhìn thấy nhỉ? Những cái bản làng người Mông ấy, thì nhìn qua những cái nhà nóc nhà cái bình thường trời nắng ấy thì nhìn thấy được, nhưng mà trời âm u này không nhìn thấy được. Bản làng người Mông là cách mình khoảng 20 đến 30 cây. Đấy, là lên bản. Các công trình tiếp theo là sẽ ở cái hướng kia, hướng cao kia. Ok, mình sẽ di chuyển lên trên nhà trên để xem các cô, các bác ở làm sấy thịt ở trên đấy các bạn nhé. Đây, chính sản phẩm của các bác ở trên bản xuống này. Đấy, xuống nhà A Tú Thu thì bán cho gia đình thì đấy, đếm tiền về chuẩn bị Tết. Từ giờ đến Tết còn đánh không? À, vẫn đánh gì? Cố gắng đánh nhiều tí nhá. À. Chào ông nhá. Đấy. Mười rất là nhiều tiền luôn hai ông. Mười mấy triệu.
Dạ thật đấy. Đây là cái đường làng quen thuộc của kênh làm cách đây khoảng 5 năm rồi. 4-5 năm rồi thì các bạn nhìn cái hình ảnh rất là quen thuộc của gia đình nhà A Tú. Đây là nhà dì Trang đây, nhà bố vợ mình đây các bạn này. Đấy, chó cống rua này. Nhớ chiu chiu chiu. Bà, mẹ sắp xong chưa bà? Tí nữa xong. Sắp xong rồi quá. Đây, hàng hóa và kho về. Cứ những cái đồ khô để đây này, măng miếc này. Măng này, rồi chuối hột khô. Còn để đây hết. Đây là không gian của các bác với mẹ mình làm thịt trâu gác bếp đây các bạn này. Đây, quay máy sang bên này. Ui, ui, hôm nay làm mấy chục cân? Hôm nay làm hơn 40 cân. Hơn 40 cân kìa? Ai dạ? Thịt ba chỉ. Kèm thêm lò nó bé. Ba chỉ gác bếp. Đây. Bạn nhìn cái miếng thịt đây này. Tươi đỏ chót này. Đấy. Này. Ngon chưa? Ê. Đấy. Đấy. Để em nhìn thấy đây. Ăn rồi. Công nhận. Ngon chưa? Đó. Gia đình mình làm là mình đặt thịt của người rất là quen, người ta chuyên mổ bà ta cái thịt lợn trong bản các bạn nhé. Thịt lợn ở dưới xuôi, thịt trâu ở trong bản, còn thịt trâu mà ở dưới xuôi mang lên là mình không bao giờ mình lấy. Riêng cái đồ ăn là nhà mình rất là kỹ tính về cái phần ăn uống này. To trâu vàng. Vâng. Đấy, thịt trâu, nhìn cái miếng bắp trâu này các bạn. Có cái bao tay nha các bạn. Nhìn. Bắp trên thị trường nha, những cái chỗ có nhiều chỗ là làm là nó có nhiều loại, nhiều kiểu làm cái này lắm các bạn ạ. Nhưng mà nhà mình chỉ làm một loại duy nhất, chỉ có xịn là xịn thôi. Này, thịt tươi nó đỏ như này nhé. Đó. Không phải cái loại mà đông lạnh ở Trung Quốc mang về bán có mấy trăm nghìn một cân, nên đây cái loại đấy mình không làm bao giờ cả. Không thể làm được. Đạo đức uy tín và lo đến cả cái sức khỏe của người tiêu dùng, nhưng không phải là cứ lợi nhuận mà làm. Đấy. Thịt tươi. Cái cảnh này thì các bạn xem từ xưa, nếu mà các bác nào theo dõi từ cái thời gian mà mình còn làm về ẩm thực ấy, ẩm thực Tây Bắc ấy, thì là rất là quen thuộc cái hình ảnh của ngôi nhà mình nhỉ. Bên này là ngôi nhà sàn người Thái. Đó. Đấy, đây ngôi nhà sàn. Vẫn đơn sơ như ngày nào. Nhà sàn người Thái này. Đây ngôi bếp huyền thoại. Sấy cái sấy ở trong này, tí nữa sấy thì mình sẽ quay. Bếp nhỏ nhỏ xinh xinh những cái nan niếc này mình đợt đấy là mình tự tay đóng cùng với bố rồi. Đấy, trên này là cây sung. Còn đây là chuồng trại ngày xưa có chăn nuôi nhưng bây giờ bỏ lâu lắm rồi, mấy năm không chăn nuôi gì rồi các bạn ạ. Đó, bên đằng sau này có quanh quanh một tí cho các bạn xem cái không gian. Đây là vườn rau. Đây là nhà A Quỳnh. Mấy anh em chắc là đang thiết kế cầu ở dưới kia. Tí nữa mình sẽ xuống ngõ xem như nào. Bên này là ấy. Cái khế này. Ngon chưa? Đó, quả khế chữ chịt luôn. Lung linh luôn. Đấy, còn phía bên kia mình xem những cái cây
hoa lan của các bản tặng cho mình về đây này các bạn này. Đây củi nhãn này, nhà mình sấy ở trên bằng củi nhãn nhé, không bằng một loại than thiết gì đúng nhỉ, chỉ chuẩn luôn bằng củi đấy, không phải là ấy đâu, mình làm mộc mạc lắm. Đây này, những cái cây hoa phong lan các thứ này của dân bản người ta cho này, trên này này, cái mùa giò hoa nó đẹp phết đấy các bạn ạ. Đấy, bọc bọc làm nó vào cái cây cau này nó bền, sống bền lắm, không phải tưới tắm gì đâu các bạn ạ, mà nó sống rất là lâu. Ok, tiếp tục là phía bên này là thịt ba chỉ. Gác bếp ở bên mình. Đây. Thịt lợn đen bản đấy nhá các bạn nhá. Chứ mình không lấy thịt trắng ở dưới xuôi đâu nhá các bạn, nhìn kỹ nhá. Đây. Lông bà vàng đen này. Ngon chưa? Hôm nay thì cũng ít thôi. Lò của mình không phải là lò to, không phải là cái loại sấy với khối lượng quá lớn, mình chỉ đủ sấy thôi. Đằng này khoảng độ cả trâu cả lợn khoảng độ 50 cân. Đấy. Thì cứ hết mẻ này thì bắt đầu lại tiếp tục để ngày mai lại sấy mẻ sau. Khách đặt đến đâu thì bắt đầu là sấy đến đấy, chứ không phải là làm một lô một lốc về ủ ở trong tủ hàng mấy tháng rồi, không có. Nhà mình là làm rất là tươi, làm đến đâu được đến đấy các bạn. Đây, thơm nước đây. Những cái gia vị của bên kênh làm là cũng những cái gia vị gọi là đặc trưng của vùng miền. Đấy, làm ở tại nhà như thế này luôn. Mắc khén này. Đấy, hạt dổi mắc khén thì trên kênh thì là sản phẩm mũi nhọn rồi, một trong những gia vị nổi tiếng nhất Tây Bắc. Xanh nguyên. Đấy. Ở nhà mình còn đang phơi trên trần nữa, chắc phải đến hàng mấy chục cân đấy. Thơm. Thơm nưng luôn. Tiền cái này là mắc khén vừa xay xong. Tiền cái này là mắc khén vừa xay xong. Tiền cái này là mắc khén vừa xay xong. Tiền cái này là mắc khén vừa xay xong. Đến đây thì xem các bà làm thì thưởng thức luôn cái món thịt gác bếp. Trong bếp mình đang vợ đang hấp kia. Cái này là cái gì? Cái này là sốt, cái này nấu sẵn luôn. Ừ. Cái này là về. Khô thì đấy, cái này thì để được khô này thì nó để được lâu hơn, để được cả năm cũng được. Ừ. Không sao, còn cái này thì mình chỉ để tầm một tháng. Cái này sốt nấu sẵn luôn. Sốt nấu sẵn. Nào, bóc này. Úi giời. Đây. Châu hấp này. Đỏ này. Đấy. Thử miếng nào. Là ngon. Đấy, ăn đi dần. Thử nào. Có chị ạ. Không có chị ạ. Không phải chị ạ. Uống nhắm rượu. Chị ạ này mà phải uống rượu ngay. Nằm cút ra ngay. Đây này, nó có vị thơm mắc khén này. Cay của ớt này, cay của mắc khén này. Dậy mùi hạt dổi. Thơm á.
À, thử cái này, hai loại chấm khác nhau trên kênh. Đây là loại khô. Chấm chéo này cũng chính do các bác với mẹ mình làm. Người Thái, gốc người Thái làm các bạn nhé. Ngon đấy. Cay, ngon. Cái này ai ăn phải được cay mới ăn được. Cay. Cay lắm. Chấm cái này hợp với nó này. Chấm cái chấm chéo nước này. Chấm nước nó có vị ngọt. Ngọt. Ngon thế. Ngày tên ai mà có ngọt luôn. Với cái này. Bây giờ cái này mà có kiểu ngồi xem bóng đá ấy, có cốc bia nữa, ngồi mấy anh em chỉ cần có mấy miếng thịt trâu như này thôi mà nó ăn được da lắm các bạn ạ. Trâu rồi trâu khô, nhưng mà các bạn đập dập cho nó xé thật nhỏ thành sợi nó bé tí này. Có gì bằng nữa. Cứ một xem bóng đá ăn thịt trâu xé. Còn gì bằng nữa, chẳng có gì hơn. Cứ một sợi này là được một chén. Nó nhai lâu lắm, nó có phải như kiểu mình ăn miếng thịt đâu. Càng nhai nó càng có vị ngon. 7 khối, gần 5 triệu 6 tiền. Đây, vừa lúc nãy thì live stream trên TikTok. Các bác nào mà chơi TikTok thì vào ủng hộ follow với A Tú với nhá. Lúc nãy live để bán hàng cái thịt trâu các bếp ở trên TikTok. Lần đầu live bỡ ngỡ quá. Tắt còn chả biết tắt, mở còn chả biết mở, lật màn hình còn chả biết. Nhiều người ta mua hàng mình còn chả biết ấy. Bây giờ đến công đoạn đảo ướp gia vị các bạn ạ. Đó, gia vị tại đây hết, gồm có ớt, tỏi, dổi, mắc khén hạt dổi. Đó, mắc khén lên. Cái này thì khi mà làm nhiều ấy thì các cô các bác ở đây họ sẽ có một cái kinh nghiệm về cái gia vị. Cái thịt trâu, thịt lợn sấy thì nó ngon hay không, nó một là nó ở chính xác là nó ở cái gia vị. Và cái hai là cái độ lửa ấy. Cái lửa nó phải đảm bảo than đủ nhiệt độ đều, phải biết xem đấy. Và kỳ công lắm, không phải là các bạn cứ cho lên bếp mà mai là thành cái mẻ thịt sấy đâu, ngon đâu. Mình cũng lúc mà mình mới làm đã từng hỏng rồi đấy, không phải đơn giản đâu. Hàng lò luôn ấy. Từ đấy thì cũng có nhiều cái kinh nghiệm. Sấy thì chỉ bằng củi thôi. Mà cũng chịu khó, phải chịu khó đấy, nửa đêm nửa hôm phải đi dậy xem củi ấy. Không được cho lửa tắt luôn ấy, nó cứ không, đều đúng rồi. Mình dỡ mày thôi. Đấy, sau khi mà ướp hết gia vị như này thì bắt đầu là đến cái công đoạn là để gia vị ngấm khoảng 2 tiếng đến chiều các bạn nhé. 2-3 tiếng thì đấy, đến chiều tối rồi bắt đầu mới xiên. Thì mình sẽ tiếp tục mình quay. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi, 1 giờ chiều rồi. Đấy, chậu to này mà. Đấy, kia là con trai của A Tú kia, ra bạo đá bóng cho các bác xem nào. Đấy, đá bóng đi, năm ngoái còn bế ngửa, hôm nay đá bóng được rồi đây này. Đấy mũi thì nhọ nhem nhọ xỉn nhớ. mũi nhọ quá rửa mặt. À, xem bố quay này. Đấy, em chú vàng đá bóng đi, con đi đá bóng đi.
Mũi thì đang sổ mũi rồi, đang ốm rồi đấy. Đấy, ném ra đằng kia cho nó. Đấy. Đấy, đặt đấy, để đấy, để đấy. Sút. Úi giời. Sút. Đấy, còn chị bóng thì đang đi ấy rồi. Đi học rồi các bạn. Ok, lên nhà ăn cơm thôi các bạn ơi. Nào, con mở dép đây nào. Để dép đó. Dép nha. Về nhà ông ăn cơm nha. Đấy. Trên nhà sàn đây các bạn ơi. Ngày đầu tiên thì mình quay thì lúc nào cũng quay ở đây. Hay cũng lâu lâu rồi không ghi hình cảnh mâm cơm nhà sàn để các bạn xem mà. Bôi, cơm bôi. Giang đâu đấy? Quạ. Giang khoan cơm à? Đấy, nhà còn gì Trang nữa. Trang đang ngồi thấy về nhà rồi các bạn. Về nhà rồi. Đồ bi đi nghe kìa. Để áo ra cho con nóng rồi các. Con này mình suốt ngày ở trên này. May có ông bà ngoại ở gần đây trông cho vợ chồng đi làm. Con không mình không biết được kiểu gì. Lún tục ăn. Ăn đến nó mới khỏe. Ăn năm có ăn khẩu ăn hay là ăn. Nó mắm, đi đâu ấy. Sơm mèo này. Đây sau khoảng 3 tiếng đồng hồ các bạn ạ. 3 tiếng đồng hồ giờ gia vị nó ngấm hết rồi là bắt đầu xiên. Xiên rồi bắt đầu cho lên bếp đây. Đi cho lên bếp luôn. Cho lên luôn á? Ừ. À. Nặng phết nhỉ. Đấy. Đây là không gian bếp củi huyền thoại. Cái lò này được mấy năm rồi các bạn. Lò nếu mà sấy nhiều lắm thì mình sẽ sấy hai lò, còn bình bình là cứ nếu mà sấy đều này mình chỉ sấy một lò như này thôi. Những cái này là toàn vợ với mẹ với các bác làm, mình ít khi làm nữa vì không có đủ thời gian để mà làm đấy các bạn. Mới kẹp đấy. Đây là một cái quy trình sản xuất châu gác bếp của gái bạn đây. Hôm nay thì bạn các bạn xem được từ đầu chi cuối cách làm như thế nào, gia vị ra làm sao, khâu chuẩn bị như thế nào rồi đây. Đó. Chi tiết hết rồi đấy. Nào yêu mến thì ủng hộ thì cũng có thể nắm rõ được cái quy trình làm như thế nào rồi. Cái này khoảng thời gian bao lâu nhỉ? Ba hai ngày, ba ngày nhỉ? Ba ngày được rút mà đun toàn bằng củi nhãn này. Củi này cũng là một vấn đề đấy, củi nhãn. Cái củi thứ nhất là phải có cái loại củi chắc, củi nhãn hoặc củi rừng già, củi chắc ấy. Không đun cái loại củi vớ vẩn mà được, nhất là có nhiều loại cây nó đắng đấy, không thể ấy được đâu, không thể ăn được đâu. Không phải là củi nào cũng đun được.
Ok các bạn ơi, vậy là cả một ngày hôm nay thì các bạn đã biết được là... Ok các bạn ơi, một ngày nghỉ ngơi ở nhà thì cùng với vợ, phụ vợ những cái ẩm thực ở trên Tây Bắc, mà cũng là quay sơ qua một chút những cái khung cảnh cuộc sống của gia đình mình sau những cái ngày lao động của công trình, thì hôm nay là chính thức là ngày một ngày ở nhà. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên bản các bạn nhé. Giờ đến giờ đón con rồi, nghỉ ngơi bắt đầu đón con. Tối nghỉ ngơi cùng vợ, sáng mai tiếp tục công việc. Những cái sản phẩm trên kênh thì cũng rất là mong quý vị và các bạn theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng kênh. Video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Nào Bi chào nè. Bi chào các bác. Nào chào. Bye bye. Đúng rồi, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Còn thiếu một chị gái nữa đang đi học.